Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin hôm nay là tin về áp thấp trên biển Đông đang mạnh lên. Thưa quý vị và các bạn, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,7 đến 17,7 độ vĩ bắc, 113,2 đến 114,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ vĩ bắc, 110,5 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến cấp 7, từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Bà con cần lưu ý vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới. Gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vị trí 16 đến 20 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 109 đến 112,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 km và đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày mốt, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ vĩ bắc, 107,4 độ kinh đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến cấp 7, tức là 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Cảnh báo tác động. Dự báo vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày mai đến ngày 14 tháng 6 sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mới nhất từ đầu tháng 6 trở đi, bão có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo. Nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những tháng 7 đến tháng 9. Ảnh hưởng đến các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ tháng 9 cho đến hết năm 2021. Dự báo số lượng bão trong năm nay hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tức là khoảng từ 12 đến 14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khoảng từ 5 đến 7 cơn. Tuy nhiên, vừa qua, cơn bão số 1 trên Biển Đông đã đi qua, hiện nay còn lại từ 11 đến 13 cơn bão nữa. Người dân cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình tin bão năm nay trong những bản tin tiếp theo. Và ngay sau đây là tin mưa lớn, cảnh báo dông, lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua ở khu vực Tây Bắc, miền Bắc, Đông Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến khoảng từ 40-70 km, có nơi lớn hơn như Bằng Văn, Bắc Cạn 97 mm, Cốc Đoán, Bắc Cạn 89 mm, Hồ Trọng, Hòa Bình 80 mm, Cần Uyên, Cao Bằng 78 mm, Đức Mòn, Sơn La 77 mm, Tiên Thuận, Tiên Quang 75 mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc và Đông Nam đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m, nên trong sáng nay ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Từ chiều và đêm nay mạnh dần lên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi như Bắc Cạn, Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang. Riêng khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc xoáy và mưa đá là cấp 1. Và tiếp theo là tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, mưa dông trên các vùng biển phía Nam. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam ở các vùng biển phía Nam đang hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh. Dự báo vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên trong ngày hôm nay và đêm nay, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ở vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ở khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên các vùng biển trên có khả năng kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Sau có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Sau có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Bắc có dông đến Đông Bắc, phía Nam gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Đêm gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Đêm gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 4.
Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc có gió đông đến đông nam, phía Nam có gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc có gió đông đến đông nam, phía Nam có gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây Bắc đêm có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.